Từ sáng sớm, Trư Tùng Đức được xe của ban tổ chức đưa đến điểm tiêm vaccine là Bệnh viện Quân y 17 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đáp ứng quy định của thành phố Đà Nẵng, ai ở đâu thì ở đó. Có 60 vị chức sắc, chức việc bao gồm Trư Tùng Đức Tăng Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng được tiêm trong đợt này để cùng với các lực lượng cơ sở tại các quận, huyện tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ người dân cũng như cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh.